Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, nền nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có xu hướng tăng nhưng không đáng kể. Độ ẩm luôn duy trì ở mức cao và trời vẫn còn rét. Đêm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu. Riêng các tỉnh Bắc Bộ còn chịu ảnh hưởng kết hợp của dòng xiết gió Tây trên cao. Sau đó, các hệ thống trên tiếp tục suy yếu dần. Khoảng chiều tối và đêm ngày 1 tháng 12, không khí lạnh sẽ được tăng cường trở lại và còn được tăng cường thêm vào chiều tối và đêm ngày 3 và ngày 5 tháng 12. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên với trường gió Đông Bắc đến Đông chủ yếu có cường độ trung bình. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Ngày hôm nay, tại thủ đô Hà Nội, trời tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, độ ẩm trong không khí ở mức cao và có mưa phùn. Nhiệt độ tuy có tăng nhẹ nhưng tiết trời lạnh kéo dài gần như suốt ngày đêm với mức nhiệt là từ 18 cho đến 20 độ, độ ẩm là khoảng 90%, trời hầu như không có nắng. Sự chênh lệch nhiệt giữa ngày và đêm hầu như không đáng kể, trời vẫn rét cả ngày. Miền Bắc vào đông, thời tiết chuyển lạnh kèm theo mưa khiến trẻ dễ mắc các bệnh đường hô hấp như là viêm tiểu phế quản, viêm mũi họng. Để phòng bệnh, điều cơ bản là chống lạnh bằng các vật dụng như mũ, áo, khăn quàng cổ và tắm nước ấm. Các bậc phụ huynh cần lưu ý giữ ấm cho trẻ, đồng thời thay trang phục phù hợp với nhiệt độ môi trường. Buổi sáng và buổi tối thì mặc ấm, buổi trưa nắng nên cởi bớt đồ, hạn chế cho bé ra ngoài trời lúc có sương gió, đồng thời cần vệ sinh môi trường sạch sẽ, thông thoáng khí. Khu vực thành phố Hải Phòng do còn tiếp tục nằm sâu trong khối không khí lạnh, mặc dù không khí lạnh đang trong quá trình suy yếu, nhưng do dòng xiết gió Tây trên cao duy trì cường độ mạnh, nên tại khu vực trời nhiều mây và độ ẩm liên tục duy trì ở mức cao. Ngày hôm nay trời tiếp tục rét, có mưa phùn vài nơi và hầu như là không có nắng. Nhiệt độ phổ biến từ 18 cho đến 20 độ, độ ẩm là 90%. Ngày 30 tháng 11 và ngày 1 tháng 12, nền nhiệt nhích lên chút ít, trời có thể hứng nắng và ấm lên với mức độ nhiệt tăng nhẹ. Liên tục một vài ngày nay, tại khu vực các tỉnh thành miền Trung đều có mưa nhẹ xuất hiện. Tuy nhiên, lượng mưa rất ít, hầu như là không đủ đem lại lượng nước cần thiết để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân. Dù đang cuối mùa mưa lũ, nhưng chưa bao giờ miền Trung lại nắng nóng như năm nay. Hàng triệu nông dân đứng trước nỗi lo mất mùa vì các hồ chứa cạn kiệt, sâu bệnh hoành hành. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, năm nay miền Trung ít áp thấp nhiệt đới và gió mùa, nên xảy ra tình trạng khô hạn trái mùa và thiếu hụt mưa khoảng 50% so với trung bình nhiều năm. Dự báo từ nay đến cuối năm, khu vực miền Trung sẽ còn khô hạn. Cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất của gần 1,7 triệu dân vùng hạ du sông Vu Gia, Thu Bồn ở Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đang phụ thuộc nhiều vào lưu lượng nước xả về từ các thủy điện ở đầu nguồn. Ngày hôm nay tại khu vực thành phố Đà Nẵng trời giảm mây và hầu như không mưa. Nhiệt độ trong ngày ở mức 24 đến 29 độ, độ ẩm là 70%, tiết trời khá dễ chịu. Ngày hôm nay, khu vực phía Nam vẫn chịu ảnh hưởng rìa xa phía Nam của không khí lạnh. Tại các tầng khí quyển trên cao, khu vực thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng đơn thuần của gió Đông Bắc cường độ yếu. Do vậy, tại khu vực nội thành, thời tiết ít thay đổi, trời nắng và không mưa, nhiệt độ trong ngày tương đối cao, phổ biến trong khoảng 23 cho đến 34 độ, độ ẩm từ 50 đến 55%. Vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai đang bước vào kỳ chiều cường rằm tháng 10 âm lịch. Mực nước đỉnh chiều trong ngày sẽ lên nhanh vào các ngày tới. Dự báo đỉnh chiều cường cao nhất trong đợt chiều này tại hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai sẽ xuất hiện trong các ngày từ 30 tháng 11 đến mùng 2 tháng 12. Mực nước đỉnh chiều cao nhất tại trạm Phú An, sông Sài Gòn và trạm Nhà Bè, kênh Đồng Điền có khả năng đạt mức cao nhất từ 1,47 đến 1,49 m, xấp xỉ báo động 3. Thời gian xuất hiện đỉnh chiều trong ngày là từ 4 cho đến 7 giờ và từ 16 đến 19 giờ. Trái ngược với thời tiết khô hanh ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thì tại khu vực các tỉnh ven biển phía Tây của đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Cần Thơ, do chịu ảnh hưởng của nhiễu động đang hoạt động ở khu vực vịnh Thái Lan, nên trời duy trì trạng thái nhiều mây và có mưa xuất hiện. Ở khu vực sâu trong đất liền, mưa không nhiều như các tỉnh ven biển. Do vậy, tại thành phố Cần Thơ là diện mưa nhỏ, nhiệt độ trong ngày ít thay đổi và duy trì ở mức 25 cho đến 33 độ, độ ẩm là 55%. Theo đánh giá của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, mùa lũ năm nay rất nhỏ, đồng thời mùa mưa kết thúc sớm vào giữa tháng 11 năm 2012, nên mặn sẽ xâm nhập vào nội đồng sớm hơn. Do đó, nhiều nơi ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ thiếu nước tưới vào giữa và cuối vụ lúa đông xuân. Các địa phương đang gấp rút xuống giống để tránh bị hạn mặn gây thiệt hại. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết đô thị sáng nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!